Dạ em xin được chào toàn thể mọi người. Và hôm nay thì em giới thiệu những cái mặt hàng trên. Vâng, để đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại ở trên cái tin nip, có thể gọi điện hoặc nhắn tin. Rồi còn giá các mặt hàng này nó chưa có phí vận chuyển. Đối với đơn hàng mà chuyển khoản trước ấy, thì em sẽ bao phí ship ạ. Còn đơn hàng ship code ấy, thì em hỗ trợ một phần phí ship đấy. Rồi như giá phí ship code như tại thành phố Hồ Chí Minh nó 15.000 trên một đơn hàng. Còn các khu vực khác thì nó từ 20 đến 30.000 ạ. Cũng tùy đơn hàng và khu vực nữa. Mà cao nhất thì 30.000 ạ. Rồi em xin được vào chi tiết. Vâng, đây tôi vít mã 1, mã 1 là 2 cây vít đóng này. Hai cây đầu sắt của Sunflat ạ. Sunflat mũi dấu cộng 1, BH1, mũi dài 75mm. Rồi trên đây Made in Japan. Rồi, hai cây này mũi gì? Đây mũi trừ 5,5. Cây và mũi BH1. Hai cây này mũi nó 7,5 cm. Đây, chiều dài mũi nó 7,5. Chiều dài đây là 16,5. Ở đây là mã 1. Mã 1 thì giá là 120. Rồi, đầu lâm châm. Rồi mã 2. Mã 2 là cặp vít holo của Vietcell. Rồi, mũi trừ 6 và BS2. Trừ 6. Rồi, đây là BS2. Okay. Hai cây này thì mũi nó 10 cm. Chiều dài nó 20. Rồi, nam châm. Rồi, tôi viết mã 2 ạ. Mã 2 giá 130. Và đây mã 3. Mã 3 là cặp tô vít brown của brown à. Cái dấu cộng, cái dấu trừ. Trừ 6. Đây mũi trừ 6. Mũi dài 100mm. Đây cộng 2. Mũi 100mm. Rồi mũi BS2. Và trừ 6. Ok. Rồi. Ở đây thì mũi nó 10 cm. Cái này mũi 10. Chiều dài 20. 19,5 gần 20. Ok. Rồi. Rồi, đầu lâm châm. Ok. Ở đây mã 3. Cặp mã 3 này giá 130. Mã 4, mã 4 là hai cây vít đóng cán gỗ. Đây, hai này, hai cây này cán gỗ của Vietcell. Cái chữ đây nó bị mờ mất. Rồi, hai cây này cũng là mũi BS2 và trừ 6. Đó, mũi BS2 trừ 6. Dạ, đầu lâm châm. Ở đây chiều dài mũi là 10 cm. Mũi 10, chiều dài đây là 22. Đây. Cặp mã 4 đó. Mã 4 150. Ở đây mã 5 ạ. Mã 5 là cái kéo cắt tôn của sắt tô. Đó, kéo cắt tôn sắt tô. Cái này vỏ còn đẹp luôn. Đó, đây Made in Japan. Ở cây này thì cái lưỡi nó xéo đấy, lưỡi nó nghiêng về góc.
Đấy, nơi nó nghiêng đi. Okay. Rồi, như cái lưỡi nghiêng này thì mình cắt này nó không, cái tôn nó sẽ đi theo đường thì nó không bị vào tay, mình cắt này. Cắt là nó đi theo cái đường này. Cái kéo này thì chiều dài của nó đây là 22 ạ. Chiều dài 22. Ở cái lưỡi này được 4 cm. Rồi mã 5. Mã 5 này giá là 230. Mã 6. Mã 6 là một cặp kìm của Fujiya. Một cây kìm cắt và cây kìm bạc. Fuji ra hai cây này thì vỏ còn rất là đẹp luôn, không có bị rách. Ok. Hai cái đây thì chiều dài, cái kìm cắt này chiều dài 16, cái bằng đây chiều dài 19. Ở đây cắt thử dây điện. Cắt dây ok. Giờ đây cặp mã 6 á, cái mã 6 giá là 250. Mã 7, mã 8 á, mã 7, mã 8 là hai cây lấy kìm này. Rồi kìm nằm điện, cây hai cây này là có mặc veo hết á. Mặc veo. Đó, nơi cắt này, bấm cốt này. Rồi, giờ bấm cốt là nỗ tuốt dây hai cây. Cái mã đây cắt dây thử. Ok. Cắt tốt dây. Ok. Mã 7, mã 8 á là 130 một cây. Lên mã 10 ạ. Ở đây mã 9, chiếc mã 9 chứ. Mã 9 là cây kìm tuốt dây. Kìm tuốt dây của Mark Vell, của Vietcell. Rồi cái kìm này thì cái bản cắt của nó bản B đây. B Vietcell. Các lỗ chứ của nó 1 chấm này, 1.6 này, 2 này, 2.6 và 3.2.
Để em tuốt thử dây điện. Để lỗ 2 chấm. Rồi, tuốt dây ok, đây mã 9 á. Mã 9 này giá là 260. Mã 10, mã 10 là cái kỳ bấm cốt của Macwell. Macwell dấu dít. Rồi, các đầu cốt 1.25, 2, 5.5 và 8. Rồi. Còn rất đẹp luôn, ok. Đó, chức năng của nó còn đầy đủ. Vào và tự khóa, còn vào hết cỡ thì nó tự bung, vào hết cỡ thì nó bung ra. Okay. Ở cái này chiều dài của nó là 26,5. Mã 10. Mã 10 giá là 240. 11 ạ. 11 là bộ cờ lê vòng, bộ khóa vòng, bộ này là của top. Rồi, bộ này cũng top, dấu zip này. Rồi, số nhỏ là 6, 6, 7, 8, cái này là 8, 10, 10, 12, 11, 13, 14, 17. 19, 22 và 22, 24 khá là mới luôn. Đã có dấu zip. Bộ này nó có 7 cây, 7 cây, các cái số của nó là bắt đầu 6 này. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14 là đến 17, 19, 22, 22, 24. Nó có hai số 10 trùng nhau với lại hai số 22 trùng nhau. Mười chín, hai hai, đây 22, 24. Rồi, bộ đây mã 11 ạ. Mã 11 thì giá 550. Rồi, mã 12. 12 là bộ clê của KTC, bộ khóa 8 10 11 13 12 14 17, 19, 21, 23, 22, 24, 24. Bộ này là có 6 cây KTC. Các số của nó là 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24. Đây bộ mã 12 ạ. Mã 12 này giá là 600.
Mã 13. 13 là cây cà lê mở nhanh của săn cây. Săn cây 200 mini. Da băng này. Rồi nó so nó này. Đó, cây này nó dài là 20 á. 200 mini nó dài được 21 cm. Ok. Này nó mở lớn nhất ra được 18 18 ly. 10. Đấy, còn nhỏ nhất đây nó tầm 5 ly. Nhỏ nhất là 6 ly. Okay. Rồi, răng còn rất là đẹp luôn. Ok. Mã 13. 13 giá 150. Và 14 là cây cần nắc. À, cần nắc của tôn đầu 1 phần 2. Đây đầu 1 phần 2 12,7 mm. Cái đầu 1 phần 2 này. Đã chiều. Rồi đổ rơ đây. Rồi. Không có bị rơ nát mày. Rồi cái này chiều dài nó 27 ạ. 27 đây mã 14. Mã 14 này giá 250. Mã 15. 15 là cây cần trượt. Cây cần trượt cũng của tôn đó. Tôn đây. Ok. Đó, cần trượt đầu 1 phần 2 luôn. Đó, chiều dài cây này nó 25 cm. Còn đầu 1 phần 2. 12,7. Rồi mã 16, 15. 160. Mã 16. Đây, mã 16 là một cái tay cưa sắt. Đây, cái tay cưa. Đây, cái tay cưa của Showmax này. Showmax ra bằng. Tay này thì cái thân này nó bằng nhôm. Đây ra bàn. Ở đây cây này thì lưỡi cưa nó thấy nó có được hai lưỡi á, cái chỗ năm lưỡi cưa nó được hai loại, một loại dài 25 cm, loại đây dài 30 ở đây vào lỗ trong dài 30 cm. Đầu móc có thứ còn đầy đủ. Ok. Đấy, mã 16. 16 150. 17 là cái cà lê đưa chuột. Cà lê đưa chuột đầu dài 13, 13 17 ạ. Cái này là của Super này. Super Made in Japan đầu 13 17. À, chiều dài đây 26 27 cm. Đây mã 17 ạ. 17 160. 18 là cây búa. 18 là cây búa đinh. À, 18 với cây búa của hiệu gì nó bị mờ mất rồi. Đây. Đây còn trên cán nó còn chữ Gia Ban trên. Gia Ban. Ở trên đây còn cái tem nữa.
Rồi đầu đóng này. Đây đằng sau có cái nỗ để đinh này. Cái nỗ đóng đinh, giữ đinh này đóng. Rồi, cái chiều dài là 26 26,5. Đây cao đây nó 10,5 cm. Cân nặng của nó là 380 gram. À, cái này mã 18, 18 là 150. Ở đây mã 19, 19 cây búa đinh. 19 cây búa đinh của OH, OH cán sắt. Đó, cây này đầu sau nó có cái đầu lục giác này là 14. Đây, logo OH này. Một, hai. Đây cũng là 10,5, cao 10,5, dài đây là 30. Cân nặng của nó là 480 gram. Đây mã 19 150. Mã 20. 20 của Dockview. Dockview made in Japan. À, cái này thì cán nó sơn, cái chỗ phần đây nó bị chóc sơn. À, cái này cân nặng của nó 480 gram. À, cao 10,5. Đây, dài 28. Okay. Được. Mã 20 150. Này 21. 21 cái búa đốc diêu. Búa đốc diêu, cái okay. Cây này búa thì cán sợi thủy tinh. À, cán còn rất là đẹp nữa. Mặt búa, mặt lưới này, mặt tăng. À, nó cao là 13,5. Dài 34. À, cân nặng là 620 gram. Đây mã 21 180. 22. 22 cây mỏ lết nhôm. À, cây mỏ lết này của là thân nhôm hết đó. Mỏ lết nhôm của hít này. Hít chiều dài nó 350 mm. Cái thân này nhôm, trên đây cũng bằng nhôm hết luôn. Đó. Chỉ có hai cái hàm này là nó bằng thép thôi, hai hàm với bánh răng với đây. Okay. À, đang còn rất là đẹp nữa. Okay. Cái nỗ đây nỗ bắt để bắt con ốc từ đây sang những ngoài ví. Rồi đây ra bàn. Okay. Cái này nó mở hết đến đây là được 5,5 phân. Okay. Đây nó so nhún. Ok. Rồi mã 22, 22 giá 270. Mã 23. 23 là một cặp sổi. Đây. Cặp Mokuba này. Mokuba Japan 2 cây, một cây cong.
cây nấy cong, cây nấy thẳng. Rồi hai cây này cái lưỡi nó là 4 cm. Lưỡi 4 cm, chiều dài đây 23. Chiều dài nó là 22,5. Rồi. Mã 23. 23 giá 230. Okay. 24 là cây độc bản đậu. Đây, cây độc dẹp Mokuba nó. Mokuba giá bằng cái lưỡi nó là 90. Lưỡi 9 cm đấy. À, cây này thì nó cao đây là 20, lưỡi này là 9. Mã 24, 140. 25. Mã 25 là hai cây xà beng nhổ đinh. Hai cây này là của Bakuma. Bakuma logo con gấu à. Giống như con gấu. Cây dài 300 mini, cây này dài 260. Nhớ đình đầu búa này không không có bị tòe gì hết đấy. Ok. Ở đây mã 25, 25 giá là 200. Đây mã 26, 26 là cặp độc, cặp độc bê tông, một cây độc nhọn và một cây độc dẹp. Ok, còn rất là mới đó, hai cây. Okay. Rồi, hai cây này của Rakuda đây. Đây nó còn tem của nó. Tem chét mắc này, Rakuda. Logo hình con lạc đà. Rồi, cây đấy, đây cái độc nhọn đấy nó là 13 mini. Đó, chiều dài là 165 mini. Rồi, cây độc dẹp nó 16 mm. 16 mini, đây 180, tầm 180 là chiều dài. À, đây là cái đây, thân này nó 16, 16 ly. Rồi, lưỡi này nó 17 ly. Rồi, thân này 10, rồi, thân này 13 ly. Rồi, 13 ly, ok. Ở đây mã 26, 26 130. 27. 27 thì cặp này cái cây độc dẹp thì cũng bằng cái kia. Một cây dẹp, cây nhọn. Đây, cặp này thì cây nhọn nó dài hơn. Cây độc nhọn này thân nó là 16 ly. 16 mini này. Chiều dài nó 240. 240 mini. Còn cây này là cây độc dẹp 16. 16 180 nhân 180. Rồi cặp này mã 27 ạ. 27 180. Rồi cặp mã 28. 28 thì cây cặp này cây độc nhọn nó dài hơn nữa. Đây, cây độc dẹp đó, còn rất là mới, đây là chưa sử dụng luôn. Rồi, cây độc dẹp thì cũng là 16 mini nhân 180, độc dẹp là ba vọc, ba cặp này giống nhau hết, 16 180. Còn cây độc nhọn đây nó là 16, thân nó cũng 16,
chiều dài nó 300 mini, chiều dài 3 tấc luôn. Ở đây mã 18, mã 28 giá 220. À, mã 29 là thùng đồ nghề. À, cái thùng nắp bằng này. Okay. Rồi. Đấy thì hay quá, quay sách đầy đủ. Rồi, thùng này chiều dài 36, 36 20, 36 rộng 20, cao 7, cân nặng 1,4 kg. Đây mã 29, 29 giá 230. Rồi, mã 30. 30 thùng Toyota. Này thì nó có cái ngăn nhỏ ở đây. Okay. Mặt đáy thì nó vệ sinh sạch rồi. Ok. Ok. À đây mã 30 ạ. Mã dài 36, rộng 20, cao 7 và nặng 1,8 kg ạ. Rồi, mã 30 này cũng giá 230 nữa. 30. Rồi, 31. 31 thùng Vinstar này. Thùng này thì nó có một cái ngăn đây, nó có một cái khay đây nữa mà nó bị mất rồi. Đây, cái chỗ để cái khay này. Hai đầu hai bên. Ở đây mã 30, 31. Dài 36, rộng 20 và cao là 11. Cân nặng của nó là 1,6 kg. Mã 31 thì giá là 240. 32. 32 thùng Tojo này. Thùng 2 tầng Tojo. Tojo made in Japan.